ngắm loạt xe e-transfer biển số VIP của dân chơi Hà Nội. Honda e-transfer 110 tại thị trường Việt Nam hiện đang là một trong những mẫu xe số rẻ nhất và cũng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Honda hiện nay. Từ trước đến nay, giá e-transfer không có nhiều biến động so với các mẫu xe khác cùng thương hiệu với giá dao động từ 18-19 triệu đồng. Dù là mẫu xe số bình dân nhưng khi được đính kèm thêm biển số VIP ngũ tứ quý, biển sảnh, phát lộc, lộc phát, những chiếc e-transfer vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các dân chơi và thậm chí giá xe còn được đội lên gấp nhiều lần. Anh Nguyễn Tiến Dũng, một người chuyên sưu tầm xe biển số đẹp khá nổi ở Hà Nội cũng đang sở hữu một loạt xe Honda e-transfer biển số VIP khiến nhiều người mê mẩn. Trao đổi với phóng viên, anh Dũng cho biết, hiện tại tôi đang có khoảng 5 chiếc xe e-transfer biển số đẹp, biển số phong thủy. Những chiếc xe này đều được mua lại từ các chủ sở hữu khác với giá thường đắt gấp đôi hoặc gấp 3, gấp 4 lần tùy thuộc vào đời xe, loại biển số. Đơn cử như chiếc e-transfer biển số thuộc đời 2007 có giá khá cao lên đến 5-8 triệu đồng. Ngoài việc sở hữu biển số tứ quý 6 siêu đẹp, chiếc xe còn được chủ cũ dọn lại với ngoại hình mới lạ, phong cách. Cũng mang biển số đẹp phát lộc 8686, chiếc Honda e-transfer đời cũ 2006 cũng có giá ngang bằng mẫu xe đời mới nhất 2019 với giá 19 triệu đồng. Theo anh Dũng, biển phát lộc thường rất được giới buôn bán, kinh doanh ưa chuộng và hỏi mua nhiều. Một trong những chiếc Honda e-transfer đắt nhất của anh Dũng là chiếc mang biển số 29V7-22222 đời 2014 với giá 68 triệu đồng. Theo Chi Bảo, Việt Nam Net, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.